Để coi mày hạnh phúc được bao lâu. Khi không còn anh Trung, không còn ai bên cạnh, thì mẹ có bỏ xứ mà đi hay không? Đúng là thứ kỳ đà cản mũi. Trước kia tao không nói là muốn chừa cho mày một con đường cuối cùng. Đến nay hạnh phúc của tao mà mày cũng dám xen vào, thì tao sẽ không để yên cho mày đâu. Ủa cô Mỹ, sao hôm nay rảnh đến thăm bà vậy? Dạ, tại vì nghe ba con nói là sức khỏe của cô dạo này tốt lên, cho nên là hôm nay con ghé qua thăm hỏi chút xíu. Với lại là thấy cô một mình cũng buồn á. À, anh Trung có ghé đây thường không? Ừ, cũng thường ghé. Có lúc cậu Trung ghé thì lại đi chung với Hằng. Có lúc thì cậu Trung ghé con mình hà. Dạ. Thôi, mời cô vô. Bà ơi, có cô Mỹ đến thăm bà nè. Mỹ tới chơi hả? Dạ, con? Dạ, con chào cô. Ừ. Con có mang giỏ trái cây qua biếu cô nè. Để tôi. Con bé này, bà vẽ chi không biết nữa à. Cô Tư, pha bình trà mới cho tôi đi. Dạ. Con bé này, người nhà với nhau không à? Con qua thăm cô là được rồi. Quà cáp chi vậy con? Dạ. À, sao lâu quá rồi con mới ghé thăm cô vậy? Giờ công ty con cũng nhiều việc quá nên là con bận không ghé cô được. Rồi con nhớ rồi, nghe lời cô dặn là lần sau con đi một mình, không có mang theo quà cáp gì hết trơn á. Cô chịu chưa? Cô, con thấy trong điện thoại của con á cô, có cái tấm hình này nè, chụp chung với Nhi. Chắc cô chưa bao giờ nhìn thấy đâu đúng không? Tự nhiên nhìn tấm hình này cô nhớ Nhi quá. Cô coi nè, cười rạng rỡ dễ thương ghê. Nhìn Nhi như vậy không ai nghĩ Nhi mất sớm vậy luôn. Con xin lỗi. Không sao đâu con, chuyện cũng qua lâu rồi. Cô đừng buồn nha, mắt con ảnh hưởng tới sức khỏe. Thật ra con thấy cô vậy con cũng mừng lắm. Cô tốt hơn trước nhiều lắm đó. Hồi trước nhìn cô con thấy xót xa vô cùng. Lúc đó con tưởng là cô không vượt qua được nữa. Phải nói cái này công lớn nhất là của Hằng đó. Nếu như không có nó ở bên cạnh an ủi động viên cô, thì cô không được như ngày hôm nay đâu con. Có khi người ta làm những chuyện đó chỉ là để bù lại lỗi lầm của người ta thôi. Con nói như vậy là sao? Dạ, không có gì. Chỉ là con lỡ lời chứ dạ anh Trung không có cho con nói cho cô biết. Có chuyện gì? Con nói cho cô biết đi. Hả? Có chuyện gì? Dạ. Con phải nói. Dạ. Con phải nói ngay trong ngày hôm nay. Nếu không là không được với cô đâu đó. Dạ. Có chuyện gì? Tại sao liên quan tới con Nhi? Hả? Dạ. Con Hằng nó làm gì? Hả? Nói cho cô biết đi. Hằng chính là người tông chết Nhi 3 năm trước đó cô. Cái gì? Con nói thật không? Dạ, con nói thật. Chuyện đó ai cũng biết hết, chỉ là không dám cho cô biết mà thôi. À, bà chủ, bà chủ có sao? Bà chủ, cô Mỹ, bà chủ bị sao vậy? Bà chủ bình tĩnh lên. Bà chủ người tông chết con Nhi chính là con Hằng. Có phải như vậy không? Hả? Tôi vậy là bấy lâu nay nó lừa dối tôi. Chuyện này cô biết phải không? Hả? Dạ cô, tôi cô nói cho tôi biết. Dạ, đi bà. Bà chủ bình tĩnh lại đi bà chủ, đừng làm tôi sợ mà bà. Bà chủ ơi, bà ơi, bình tĩnh đi bà, giữ gìn sức khỏe bà ơi. Mẹ, mẹ đừng có như vậy nữa mà. Cô Tư cũng biết chuyện này nữa hả? Thằng Trung cũng biết. Ai cũng biết mà nỡ lòng nào lừa dối một mình tôi. Tại sao vậy? Dạ, dạ. Tại vì mọi người thấy bà bị bệnh, không muốn bà quá đau lòng. Với lại Hằng cũng đã hối lỗi mấy năm nay,
đã trả giá cho tội lỗi của mình ở trong tù. Bà tha lỗi cho Hằng đi bà. Mẹ à, tất cả mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Bây giờ con chưa thể nói tất cả sự thật cho mẹ nghe, nhưng sau này con sẽ nói rõ ràng cho mẹ nghe hết. Đi ra ngoài. Bà mẹ đi à. Ra ngoài. Tạm thời mẹ không muốn thấy mặt con nữa. Còn con Hằng, cả nhà tuyệt đối đừng bao giờ để nó xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mẹ à. Đi hết đi. Mẹ. Đi hết đi. Cậu ra ngoài đi. Đi đi bà mẹ. Cậu đi đi. Bà ơi bà. Đi hết đi. Dạ bà. Đi đi. Dạ dạ tôi đi. Hoa hồng cho sớm mai, 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNI.